Đây là quà của con mình đi du học ở nước ngoài về. Ồ, rồi mua cho ta cái gì đấy? Dạ, thuốc tăng cường sinh lý. Tại vì đợt tức trước là phàm phu tục tử. Cái con heo phi này nó coi Đức Vua như là một con heo nào. Chị đừng có nói như vậy. Này cái gì đây? Nước tăng cường sinh lý. Làm từ cái gì? Làm từ vỏ cây. Cây gì? Cây mắc cỡ. Đội đầu tiên sẽ là đội của Lâm Vĩ Dạ, Thúy Ngân và Trương Thúy Vinh. Và câu chuyện họ mang đến là gì? Với phần trợ giúp của Trường Giang, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Vỗ tay. Ta trị vì Dương quốc này cũng đã lâu. Có hai bà Phi. Đó là bà Lâm Phi và Heo Phi. Chữ heo là cái nickname của bà. Là heo thì là sức khỏe. Nhưng mà hai bà suốt ngày lo ăn chơi đàn đấm ở hậu cung, làm sóng gió xảy ra liên tục. Lâm Phi đâu? Heo Phi đâu? Dạ. Dạ có thiếp. Con cái không lo dạy, làm sao mà trị gì một đất nước như thế này được? Nói chị kìa. Dạ thưa Đức Vua, em biết lỗi của em rồi, cho nên ngày hôm nay em và con đã đi mua một món quà để tặng cho Đức Vua. Và đây, cái chuyện quà cáp tính sao? Cái chuyện nên nói trước là mấy đứa nô tỳ cung nữ nè. Đây là hai cung nữ đẹp về nhan sắc nhưng hỗn hào về chuyện ăn nói. Ủa? Ta ngồi ta nói chuyện mà nó cứ chọt vô chọt ra. Phạt mỗi đứa tát 10 cái là đủ rồi. Dạ, Đức Vua để cho em. Còn ta thấy dám thì đừng đụng đến. Ờ, em lại tính đến tát tên thái giám đó chứ. Nó có lỗi gì đâu? Lỗi của nó là em giao cho nó quản lý hai con tiện tỳ này, nhưng nó làm không đúng trách nhiệm, cho nên em nghĩ em phải tát tên thái giám này 20 cái. Thưa Đức Vua, phận làm thái giám mà dám tỏ thái độ với hoàng phi 30 cái. Đức Vua ơi, xin ngài tha lỗi. Cái gì nữa? Đây là quần thần của thiếp. Khoan, cái quần thần là cái gì vậy thiếp? Quần là ở phía bên dưới, áo là phía bên trên. Quần thần có nghĩa là thần ở phía dưới lệnh của thiếp. À, hợp lý. Lâm Phi à? Dạ thưa Đức Vua. Lâu rồi tao cũng chưa chém ai. Dạ. Đừng mà, nó sạm quá chém nó đi. Nặng kịch. Chém nó đi. Sao? Em có quà tặng cho Đức Vua. Đây. Đây là quà của con mình đi du học ở nước ngoài về. Ồ, rồi mua cho ta cái gì đấy? Dạ, thuốc tăng cường sinh lý. Tại vì đợt tức trước là phàm phu tục tử. Cái con heo phi này nó coi Đức Vua như là một con heo nào. Chị đừng có nói như vậy. Này cái gì đây? Nước tăng cường sinh lý. Làm từ cái gì? Làm từ vỏ cây. Cây gì? Cây mắc cỡ. Nói chuyện không biết mắc cỡ. Quan thượng, để cho thần thiếp thử trước cho. Thôi đừng. Vậy. Người ta mang đến thì để cho người ta. Mời uống nửa chai. Uống đi nào. Uống đi heo phì. Ôi. Không, nó ngắm rồi, nó ngắm rồi. Thưa Đức Vua, dùng Mickey nó đi lại đây. Sợ quá. Uống đi anh. Xin lỗi Phi, ta chỉ là thần ở dưới quần thôi. Có nghe lệnh ta hay không? No. Một chút thôi. Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. Yêu đậm sâu để rồi chia xa. Trời ơi, công dụng liền kìa. Có thể nhảy với tao một bạn không? Cái này nói thật à, vui vẻ ba không hiểu chưa? Trời ơi, hãy cho chúng ta, hãy cho chúng ta, thứ ta đem mua rồi. Ngươi là của ta, ta muốn trở thành phi của Đức Vua.
thôi đi, về chỗ cũ đi. Ôi, diễn gì mà dở quá, chú không có trả tiền đâu. Em hiểu bà nói tôi là quần thần. Cái ta muốn là chăm sóc cho con để ta truyền ngôi lại. Mà bây giờ không lo con cái, lo những chuyện tào lao thì làm sao đây? Hả? Dạ. Làm cho tôi tin tưởng và giao cả đất nước này để cho con nó trị gì đây? Thôi, đã lúc ta phải ăn buổi trưa rồi. Vô nói chuyện dân dạ vậy. Ăn buổi trưa. Ngự thị phòng đâu? Ngự thị phòng. Dạ thưa đức vua, đây là một tên đầu bếp thiếp đã tuyển từ bên nước ngoài về. Cái này là cái gì đây? Hôm nay tôi xin được thiết đãi đức vua và hai vị hoàng phi một món ăn đặc biệt từ một loại trái cây, đó chính là trái mít. Wow. Trái này Việt Nam có, mắc mới phải qua nước ngoài đem về. Ở đây là nước ngoài, tôi đi Việt Nam tôi mang qua nha. Ngươi định làm gì trái này? Tôi sẽ làm một món đặc biệt. Đã xong. Wow. Mời sơ. Dạ đây thưa đức vua. Xin lỗi đức vua. Dạ. Ôi, đúng là đầu bếp đẳng cấp. Từ một trái mít chín mà làm thành mít non. Trời, nó có nhiều khó rồi đó. Đức vua thấy sao? Hãy nói thật lòng đi. Gọi mít này tuy ngon. Dạ. Nhưng không bằng mít ở bên quán cơm mười khó bán nha. Tao biết mà. Tao biết mà. Tao thấy một cái hương vị nồng nàn quen thuộc. Tao đã gặp đâu đó cách đây 30 năm về trước. Phải chăng là trong quán cơm quê mười khó? Không, ở trong đó bán mắc dữ lắm à. Mặt bằng tháng 4.000 đô mà mắc cho gì? Phải bán luôn giá mới có tiền trả tiền hàng tháng. Dạ. Qua đây biểu coi ai chỉ cho ngươi làm món này. Chính là mẹ ruột của ta. Mẹ ruột ngươi à? Gia đình tôi đã có một gia vị đặc biệt, gia truyền không ở đâu có. Ngày xưa ta cũng có quen một người cũng nữ từng làm món này rất ngon, nhưng mà chắc không phải là mẹ ngươi. Theo tôi biết thì ở vùng đất này chỉ có một mình mẹ tôi là biết làm món này, và người thứ hai không ai khác đó là tôi. Mẹ ngươi là ai, quê ở đâu? Mẹ tôi chính là Khả Như, quê ở đồng bằng sông Cửu Long. Khả Như à? Đức vua. À! Đức vua. Chuyện gì vậy đức vua? Đó chính là mối tình đầu của ta. Ta và người ấy quen nhau khi vừa tròn 18 tuổi. Ta theo vua cha đi săn bắn, vô tình thấy nàng đang bữa cỗ bên bờ suối. Ngu lạ dữ vậy trời ơi. Ta bước tới bên bờ suối, ta hỏi nàng một câu: có thể cho ta bữa được không? Rồi sau đó nàng đưa cái búa cho ta. Rồi sau đó ta theo nàng vào bên trong lùm cây. Khi nàng còn chưa tỉnh giấc thì vua cha đã chuẩn bị người sẵn sàng. Ta không thể chờ nàng vội vã về kinh thành. Vậy là chàng quốc ngựa truy phong. Từ đó ta không gặp lại nàng nữa. Vậy nghĩa là có thể đây chính là con trai của ta. Hả? Đúng vậy, đó là con trai của nhà ngươi. Đúng vậy, đó là con trai của nhà ngươi. Đúng vậy. Con trai ta ngươi đã trưởng thành rồi. À, nhiều khi có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, đúng rồi. Không thể nào, không thể nhầm lẫn được. Không thể nhầm lẫn được. Có sự nhầm lẫn khi hai gương mặt này có thể này là cha con. Giang ra, hãy nhìn đi. Không, hãy nhìn lòng bàn tay đi. Như không. Nhau, y chang nhau. Hai gương mặt này không thể là cha con được mọi người ơi. Nhìn kỹ đi. Nhưng ở đây quá đẹp trai mà mọi người ơi. Thưa đức vua, thiếp là vợ chàng, thiếp biết không thể nào thả một lần là dính ngay được. Đó là lý do gì sao mà thiếp mua chai thuốc này cho chàng? Nó đây có thể là con trai của ta. Không phải có thể đâu. Con đây. Hả? Sao tự nhận vậy? Chết. Con đi lặn lội xa xôi vượt hàng ngàn cây số hái một quả mít đem tới đây, chỉ có như vậy cha mới nhận được con. Con trai, điều thứ nhất ta hãnh diện về con,
con chính là con trai của ta. Chính xác. Tên con là gì? Cậu bé Hạt Mít. Hãy thầy cha. Hoàng đế Hạt Mít đệ nhị. Đây, xin mời ngồi. Hãy ngồi vô đây. Thiệt luôn. Cậu bé Hạt Mít từ ngày hôm nay sẽ trị vì vương quốc của chúng ta.